Nam mô thập phương thần chủ tam bảo, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại tiên hóa bồ tát, nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát, nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng. Nay phật tử con là nguyễn thị mai pháp danh nhân hải, nay con xin đối trước tam bảo cho con xin được tụng bài kệ phẩm thứ 12 trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện. Sau đây con xin được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe mục niệm chiêm nguyên lễ, trời người lợi ích sự không ngần, mặc dòng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nghèo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát thiện thân đến bên mình, chỉ dành cúng thuộc ở nơi nào, giàu xa thú cũng ra mau, nếu được không vui lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát cuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi quả tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước miên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nhập chứng chẳng hề năm chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tay ách, đầu lập nhận lớn chẳng nghĩ bàn, đặt rồi quên rồi luôn xuất mất, người này nhập chứng nó đàn đi, học đại thừa kinh có mại bè, ăn uống y phục các ngoạ cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, sùng chén nước trong bày chất tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ăn trọng cưỡng ngũ tiên tâm, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên làm tưởng niệm thượng nhân danh, trên bao thầy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đạo trí khung lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chúng sinh chính nhờ thần lực, chính nhờ đại sự ai thần lực, thầm giúp người kia có họa tài, chúng sinh nghèo khổ lại uống đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không yên giấc, cầu muốn thẳng hư chẳng được nào, dốc lòng chân lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc áp thầy tiêu ngay, nhận đến chim bao điều ăn ổn, quỷ thần phò hộ của dư xài, món qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần là quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khó khôn lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường chiêm lễ cùng kính ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an ổn, quan âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tam đại sĩ đừng đầy sức nọ, nhưng người nghe nói địa tạng danh, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng hương hoa, ăn uống dâng y phục báo đẹp, trăm ngàn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, dối giáo thành phật sinh tử khởi, quan âm luôn biết gắng tuyên bày, truyền khắp hoàng xa nhiều nước cõi. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện đem công đức là thuộc học thuộc bài kệ kinh này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác sống được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phước đức, có duyên với tam bảo địa tạng bồ tát, phát tâm báo ơn báo kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sắc mô đi sô hà